Chào các mẹ bầu, hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn khám phá những bài tập thể dục an toàn và hiệu quả dành riêng cho các mẹ bầu. Duy trì sức khỏe trong suốt thai kỳ là điều cực kỳ quan trọng, không chỉ giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái hơn mà còn hỗ trợ sự phát triển toàn diện của em bé trong bụng. Và hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số bài tập an toàn giúp bạn vừa thư giãn vừa giảm đau mới. Những bài tập này không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe mà còn giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho quá trình sinh nở. Thể dục nhẹ nhàng không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn giảm căng thẳng, cải thiện tuần hoàn máu và giúp giấc ngủ ngon hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vì giấc ngủ đủ và chất lượng sẽ giúp mẹ bầu có đủ năng lượng và tinh thần thoải mái để đối mặt với những thay đổi trong thai kỳ. Quan trọng là bạn tập đúng bài và đúng cách. Hãy luôn lắng nghe cơ thể mình và không nên ép buộc bản thân quá mức. Nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc đau đớn, hãy dừng lại và nghỉ ngơi. Bài tập Kegel rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả để tăng cường cơ sàn chậu, giúp mẹ chuẩn bị cho quá trình sinh nở. Cơ sàn chậu khỏe mạnh sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn trong quá trình sinh và giảm nguy cơ bị tiểu không tự chủ sau sinh. Ngồi hoặc nằm thoải mái, cố cơ vùng chậu như khi bạn đang nín tiểu, giữ 5 giây và thả lỏng. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng ngăn dòng nước tiểu chảy ra. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện đúng động tác. Thực hiện 10 đến 15 lần mỗi ngày. Bạn có thể thực hiện bài tập này bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu, chẳng hạn như khi đang xem TV hoặc ngồi làm việc. Một bài tập giãn cơ khác giúp giảm đau lưng dưới là ngồi bệt với hai chân xếp bằng. Đau lưng dưới là một vấn đề phổ biến trong thai kỳ và bài tập này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và đau nhức ở vùng lưng. Sau đó từ từ nghiêng người về phía trước, tay vươn ra xa. Hãy giữ tư thế này trong vài giây và cảm nhận sự giãn cơ ở lưng và hông. Bài tập này rất tốt cho lưng và hông, đặc biệt trong các tháng cuối thai kỳ. Khi bụng bầu ngày càng lớn, áp lực lên lưng và hông cũng tăng lên. Do đó việc giãn cơ thường xuyên sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Bài tập squat nhẹ giúp tăng cường cơ đùi và hông. Squat là một bài tập tuyệt vời để duy trì sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể trong suốt thai kỳ. Bạn có thể thực hiện bằng cách đứng thẳng, hai chân mở rộng, giữ lưng thẳng và từ từ hạ người xuống giống như đang ngồi trên ghế. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ lưng thẳng và không để đầu gối vượt quá mũi chân. Nếu cảm thấy không vững, hãy bám vào một cái ghế. Điều này sẽ giúp bạn giữ thăng bằng và thực hiện động tác một cách an toàn hơn. Lặp lại 10 đến 15 lần. Bạn có thể tăng dần số lần thực hiện khi cảm thấy cơ thể đã quen với bài tập. Đừng quên tập trung vào hơi thở. Hơi thở đều và sâu sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và giảm căng thẳng trong suốt quá trình tập luyện. Hít thở sâu và đều giúp cơ thể thư giãn, đồng thời giảm áp lực cho lưng và cơ bụng. Hãy hít vào bằng mũi, giữ hơi thở trong vài giây, sau đó thở ra từ từ bằng miệng. Nhớ rằng, tập thể dục trong thai kỳ không cần quá nhiều, chỉ cần đúng và đều đặn. Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái và không bị áp lực khi tập luyện. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ bài tập nào để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Bác sĩ sẽ giúp bạn xác định những bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe và giai đoạn thai kỳ của bạn. Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh và thoải mái. Hãy nhớ rằng, sức khỏe của bạn là quan trọng nhất và việc duy trì một lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn và em bé có một thai kỳ an toàn và hạnh phúc. Hiệp hội Sản khoa và Phụ khoa Hoa Kỳ, ASOGI, hãy luôn cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy để có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn.